Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 60 giây chiều chủ nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều nay ngày 20 tháng 6 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Người dân ba khu phố bị phong tỏa ở quận Bình Tân đồng lòng thực hiện các biện pháp chống dịch. Hai đoàn tàu tiếp theo của tuyến metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên cập cảng Khánh Hội. EU thua kiện AstraZeneca vụ chuyển giao 300 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Một người đàn ông nước ngoài rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Thưa quý vị, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp giãn cách và tăng cấp độ để khoanh vùng dập dịch, thì sự đồng thuận của người dân, đặc biệt là những người đang ở khu phong tỏa là rất quan trọng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại ba khu phố vừa phong tỏa trên địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân. Mọi công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn hàng hóa, thực phẩm của người dân vào khu vực cách ly được thực hiện nghiêm ngặt với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân, tình nguyện viên. Hết sức là cảm ơn các anh vừa trực ở đây nhưng mà cũng tạo điều kiện cho bà con là có đầy đủ lương thực để mà sinh sống. Nhiều tấm lòng san sẻ, yêu thương cũng được gửi đến cho người dân đang cách ly. Ba khu phố bị phong tỏa có số hộ dân bị ảnh hưởng là hơn 17.440 hộ với gần 56.000 người, trong đó có 306 doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Cái đảm bảo cái an ninh trật tự và đặc biệt là cái đảm bảo đời sống của những người dân, nhất là các nhu yếu phẩm, thì quận có cái kế hoạch phối hợp với lại Sở Công Thương thành phố. Quận Bình Tân đã tập trung vận động các nguồn lực chăm lo hỗ trợ cho các hộ dân trong khu vực cách ly, phong tỏa và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí là hơn 4,3 tỷ đồng. Nhằm siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị số 10, trong đó có nội dung dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và dừng hoạt động các chợ tự phát. Tại một số địa điểm buôn bán, sáng nay, nhiều người chia sẻ dù kinh doanh bị ảnh hưởng nhưng hầu hết đều nghiêm túc chấp hành bởi đây là cách họ cùng thành phố sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tại chợ Nguyễn Đình Chiểu, quận Phú Nhuận, khác với cảnh nhộn nhịp trong ngày Chủ nhật thường thấy, sáng nay, số lượng tiểu thương và người đi chợ thưa thớt hơn nhiều. Kiểm tra lại không phải là mặt hàng thiết yếu mà không có giấy phép kinh doanh. Thì đối với những gian hàng bán xung quanh chợ sẽ yêu cầu đóng cửa kinh doanh theo chỉ thị 10 của ban thành phố. Là một người dân thực hiện theo cái chỉ thị 10 thì tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ về việc là coi như là giãn cách một số cái người mà bán những mặt hàng không thiết yếu để chung tay cùng nhà nước là phòng chống dịch. Cũng mong là dịch bệnh qua mau để cho cuộc sống bình thường lại, cho người ta bán buôn lại bình thường. Trong hôm nay, các quận huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục ra quân kiểm tra việc chấp hành chống dịch theo chỉ thị 10, vận động bà con cam kết ngừng hoạt động của các chợ tự phát và các mặt hàng không thiết yếu. Riêng các chợ truyền thống thành phố giao Sở Công Thương hướng dẫn áp dụng các biện pháp giãn cách để đảm bảo an toàn chống dịch hiệu quả hơn. Từ ngày 19 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 từ nguồn vaccine 836.000 liều do Nhật tài trợ được phân bổ. Ngoài các nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao được ưu tiên tiêm miễn phí theo nghị quyết 21 của Chính phủ, thành phố ưu tiên triển khai tiêm ngừa cho lực lượng công nhân để đảm bảo an toàn duy trì hoạt động sản xuất. Hôm nay, lực lượng y tế đã triển khai nhiều điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn. Trong đó có 7 điểm tiêm cho lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất tại khu chế xuất Tân Thuận. Sau khi mà tiêm vaccine thì các bác sĩ đã hướng dẫn cho mình là về theo dõi sức khỏe và cài đặt cái phần mềm theo dõi sức khỏe trong cái điện tử. Chúng tôi phải chuẩn bị một cái đội ngũ, nghĩa là đội ngũ bác sĩ hồi sức và cấp cứu và lúc nào cũng túc trực trong cái bộ phận chích ngừa để sẵn sàng đáp ứng ngay khi mà chích ngừa có vấn đề xảy ra. Bên công ty cũng rất là mong những cái số còn lại chưa có thì càng sớm để có thể là được toàn thể công nhân có thể được tiêm cái vaccine này. Tại tất cả các điểm tiêm sẽ được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu, đồng thời bố trí lực lượng để xử trí tại chỗ phản ứng sau tiêm với lực lượng mỗi đội gồm một bác sĩ, một điều dưỡng. Song song đó là tổ chức các đội cấp cứu lưu động tại mỗi địa bàn, sẵn sàng vận chuyển người đến bệnh viện khi cần thiết, tổ chức theo dõi sau tiêm, cung cấp số điện thoại của cơ sở tiêm chủng để người được tiêm chủng liên hệ khi cần.
Trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp, các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Hiện công tác phòng chống dịch tại đây đang được kích hoạt ở mức cao nhất, đảm bảo sự an toàn, an tâm, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mở cửa kính, phun khử khuẩn xe trước khi đưa vào kiểm định là một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại một trung tâm đăng kiểm ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã hướng dẫn là khách hàng là mở cửa kính và tắt máy lạnh từ đầu. Chỉ những bộ phận nào mà thực sự phải cần thiết như tiếp cận hồ sơ hoặc tiếp nhận xe thì mới tiếp xúc khách hàng trực tiếp. Thế là an tâm, tại vì so với những lần trước đây em đến thì hôm nay thì cái lưu lượng khách đến làm cũng ít hơn. Và cái em thấy giữ khoảng cách thế này thì cũng sẽ an toàn hơn. Tại nhiều nơi, việc tổ chức chia ca, bố trí nhân lực làm việc cũng luân phiên hợp lý. Các trung tâm đăng kiểm còn nỗ lực giải quyết nhanh thủ tục giấy tờ theo quy định để hạn chế tiếp xúc lâu giữa nhân viên với khách hàng, hạn chế nhiều khách cùng chờ đợi, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tiếp theo là một số thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh thành. Ngay sau khi phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng cho lấy mẫu xét nghiệm với sự chi viện của Bệnh viện Quân y 110. Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ được triển khai theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên địa bàn, khu vực trọng điểm, đối tượng nguy cơ. Dự kiến sẽ có trên 100.000 người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tối qua 19 tháng 6, khoảng 400 y bác sĩ đã đến tất cả các xã phường của thành phố Vinh, Nghệ An để lấy mẫu test nhanh sàng lọc COVID-19 cho khoảng 97.000 người dân, đại diện cho 97.000 hộ dân trên địa bàn. Kinh phí sẽ do thành phố chi trả. Kể từ 12 giờ ngày 20 tháng 6, Quảng Ngãi thực hiện cách ly tập trung đối với tất cả những người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi. Cách ly tại nhà 21 ngày đối với tất cả người dân từ thành phố Đà Nẵng về Quảng Ngãi cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Quảng Ngãi Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 20 tháng 6. Các địa phương có tuyến quốc lộ chạy ngang qua, tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ, khuyến cáo không phục vụ ăn uống tại chỗ. Hai đoàn tàu tiếp theo của tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, đó là đoàn tàu số 4 và 5 đã cập cảng Khánh Hội thành phố Hồ Chí Minh trưa nay. Như vậy, tính đến nay có 5 trong tổng số 17 đoàn tàu đã chính thức về tới thành phố phục vụ cho quá trình thi công lắp ráp tiến tới vận hành thử nghiệm. Ngay sau khi cập cảng, đơn vị liên quan đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục thông quan và hạ tải hai đoàn tàu này. Rạng sáng mai, đoàn tàu số 4 sẽ được vận chuyển về depot Long Bình. Tương tự, đoàn tàu số 5 cũng sẽ được vận chuyển về depot trong ngày 23 tháng 6. Trước đó, ba đoàn tàu đầu tiên của Metro số 1 cũng đã được vận chuyển hạ đặt tại đường ray T1 R1 depot Long Bình và đang trong quá trình thử nghiệm kết nối các hệ thống. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, đánh giá quá trình thử nghiệm lên kế hoạch đưa các đoàn tàu tiếp theo về thành phố, trong đó tháng 7 năm 2021 sẽ nhập khẩu thêm 2 đoàn tàu nữa. Cùng với việc đóng điện trạm biến áp Bình Thái trong 2 ngày tới, dự kiến cuối năm nay nhà thầu Hitachi sẽ vận hành thử nghiệm tàu đoạn trên cao trước khi vận hành toàn tuyến. Tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên hiện toàn tuyến đạt tổng khối lượng thi công trên 86%, dự kiến sẽ khai thác thương mại vào năm 2022. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu đã thất bại trong nỗ lực pháp lý buộc AstraZeneca đẩy nhanh tốc độ chuyển giao 300 triệu liều vaccine COVID-19. Hãng dược Anh Thụy Điển AstraZeneca hôm 18 tháng 6 cho biết Liên minh châu Âu EU đã thua trong vụ kiện đầu tiên của khối nhắm vào nhà sản xuất vaccine này trong nỗ lực thúc đẩy nguồn cung vaccine COVID-19. Theo Reuters, tòa án ở Bruxelles đã bác bỏ yêu cầu trong đơn kiện đầu tiên của EU và tuyên bố AstraZeneca chỉ có nghĩa vụ giao 80 triệu liều trước ngày 27 tháng 9. Phán quyết khẳng định AstraZeneca vẫn có nghĩa vụ hoàn tất hợp đồng giao 300 triệu liều nhưng không nói rõ thời hạn chót. Thẩm phán cũng chỉ đề ra thời gian giao cụ thể cho 80 triệu liều đầu tiên và cảnh báo nếu quá thời hạn trên vẫn chưa giao đủ vaccine, AstraZeneca sẽ bị phạt 10 euro cho mỗi liều. Mức phạt này được xem là nhẹ hơn mức do EU đề xuất. AstraZeneca đã cam kết sẽ cung cấp 300 triệu liều cho EU trước cuối tháng 6 này. Tuy nhiên, những khó khăn trong việc sản xuất buộc hãng này phải điều chỉnh và thông báo chỉ có thể giao 100 triệu liều. AstraZeneca cũng thừa nhận họ phải cung cấp vaccine cho Anh trước, theo hợp đồng đã giao ước. Cũng theo Reuters, EU đã quyết định không mua thêm vaccine của AstraZeneca và tìm kiếm các nguồn cung khác từ Pfizer, Moderna hoặc Johnson & Johnson sau khi hãng dược thất hứa. Bộ Y tế Brazil cho biết nước này đã ghi nhận tổng cộng trên 500.000 ca tử vong vì COVID-19, trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Mỹ vượt qua cột mốc đáng buồn này. Theo cập nhật mới từ Bộ Y tế Brazil, tổng số người chết ở nước này tính đến ngày 19 tháng 6 theo giờ địa phương là 500.800.
với 2.301 trường hợp mới được ghi nhận trong 24 giờ trước đó. Các chuyên gia cho rằng số liệu mà chính phủ đưa ra thấp hơn so với thực tế. Quốc gia Nam Mỹ này cũng có thể phải đối mặt với đợt bùng phát dịch thứ ba, với số ca bệnh mới và số ca tử vong mỗi ngày đang tăng vọt, đặc biệt là trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng tại Brazil đang diễn ra chậm chạp, sự lây lan của các biến chủng virus ngày càng mạnh hơn và sự phản đối của Tổng thống Jair Bolsonaro đối với các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và phong tỏa hay giãn cách xã hội. Đến nay, chỉ khoảng 11% dân số Brazil được tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Các nhà dịch tễ học cảnh báo rằng tình hình dịch bệnh có thể tồi tệ hơn khi mùa đông đến. Ngày 19 tháng 6, một kho pháo hoa tại thủ đô Moscow của Nga đã cháy lớn, khiến lực lượng cứu hỏa phải sử dụng nhiều trực thăng để dập lửa. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút theo giờ địa phương tại một nhà kho cạnh sông Moscow, nơi chứa 15 tấn chất nổ dạng pháo hoa. Ngọn lửa sau đó đã cháy lan sang các công trình lân cận. Lực lượng chức năng đã huy động 135 nhân viên và 30 thiết bị tham gia chữa cháy, trong đó sử dụng 3 máy bay trực thăng với 83 lần xả nước, cộng thêm một thuyền cứu hỏa từ sông Moscow. Đám cháy được khoanh vùng trên diện tích 500m2. Sau hơn 4 giờ dập lửa, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 4 người bị thương, trong đó có 3 lính cứu hỏa. Một cuộc thanh tra liên quan đến vụ hỏa hoạn đã được tổ chức. Thông tin ban đầu cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện. Bức tượng khắc họa gương mặt của George Floyd vừa được ra mắt tại khu Brooklyn, nhân dịp người dân thành phố New York, Mỹ mừng ngày lễ liên bang Juneteenth đầu tiên vào hôm qua. George Floyd, người đàn ông da màu thiệt mạng sau khi bị cảnh sát thành phố Minneapolis ghi cổ trong suốt 9 phút, đã trở thành một biểu tượng quốc gia, dẫn đến làn sóng phẫn nộ và bùng nổ nhiều cuộc tuần hành trên toàn cầu chống nạn phân biệt chủng tộc. Tham dự sự kiện ra mắt bức tượng tại Brooklyn có các thành viên trong gia đình của ông Floyd. Hãy nhớ, chúng ta nắm giữ sức mạnh. Một khi chúng ta hiểu rõ điều đó, thì chúng ta có thể thực sự hiểu và ăn mừng lễ Juneteenth, mừng sự tự do. Ngày lễ Juneteenth kỷ niệm ngày 19 tháng 6 năm 1865, khi một tướng phe liên bang tuyên bố với nhóm nô lệ ở Texas rằng họ đã được tự do nhờ tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra trong thời kỳ nội chiến Mỹ. Hôm 17 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã cùng ký ban hành luật chọn ngày này làm ngày lễ liên bang. Theo hãng tin NBC, bức tượng này được trưng bày tại Brooklyn trong vài tuần. Sau đó, nó sẽ được đưa đến quảng trường Union ở Manhattan. Rạng sáng nay, Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai, điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống tử vong. Đêm qua, nhiều bảo vệ tại chung cư The Manor Heights trên đường Nguyễn Hữu Cảnh nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sảnh của tòa nhà nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện một người đàn ông ngoại quốc nằm bất động trên nền đất. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên trình báo công an. Một số cư dân cho hay nạn nhân sống tại căn hộ thuộc chung cư này. Công an quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hôm nay, Công an thành phố Thủ Đức cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết một nam thanh niên được phát hiện dưới sông Sài Gòn. Khoảng 9 giờ sáng nay, người dân đi câu cá ở bờ sông Sài Gòn đoạn qua đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh thì phát hiện một thi thể nam giới trôi vào bờ nên trình báo công an. Nhận thông tin, công an phường Hiệp Bình Chánh và công an thành phố Thủ Đức có mặt ghi lời khai nhân chứng, vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm. Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 20 đến 30 tuổi, mặc quần jean, áo thun, trên người không có giấy tờ tùy thân, thi thể đang phân hủy mạnh. Sau đó, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân, đồng thời xác minh danh tính. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục lấy lời khai 3 đối tượng từ thành phố Hải Phòng vào Đắk Lắk có hoạt động tín dụng đen cho người dân vay tiền với lãi suất cắt cổ. 3 đối tượng bị bắt trong đêm 19 tháng 6 là Vũ Văn Mạnh, Trịnh Văn Phúc và Trịnh Văn Dư cùng trú tại thành phố Hải Phòng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, tổ công tác đã thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ cho vay tiền cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu làm rõ, khoảng cuối năm 2019, các đối tượng từ thành phố Hải Phòng vào thành phố Buôn Ma Thuột để hoạt động tín dụng đen. Hàng ngày, 3 đối tượng in hàng loạt tờ rơi quảng cáo kèm số điện thoại rồi đi rải ở những khu vực đông dân cư. Khi người dân cần vay tiền, liên hệ thì các đối tượng sẽ đến tận nơi xác minh tài sản. Từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, 3 đối tượng này đã cho khoảng 100 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.
với lãi suất cắt cổ hơn 365% một năm, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. Hôm qua, trạm biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước, biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 xà lan vận chuyển cát trái phép. Trong lúc tuần tra từ cảng Tân Cảng Hiệp Phước đến khu vực bến phà Hiệp Phước, An Thới Đông, huyện Nhà Bè, tổ tuần tra của trạm biên phòng đã phát hiện và kiểm tra 3 xà lan có dấu hiệu nghi vấn. Cụ thể, phương tiện mang bảng số SG8764 do ông Nguyễn Văn Tánh làm thuyền trưởng có chứa khoảng 90 mét khối cát, phương tiện LA05909 do ông Nguyễn Hoàng Ân điều khiển có chứa khoảng 400 mét khối cát và phương tiện LA07855 do ông Trương Phú Cuối điều khiển có chứa khoảng 400 mét khối cát. Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 người điều khiển phương tiện đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ cho số cát nói trên, cũng như không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hay các giấy tờ liên quan đến hoạt động của xà lan. Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Hiệp Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 3 phương tiện và hoàn tất hồ sơ, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Dùng xe tải chở xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh, Long An xuống Tiền Giang để đua xe trái phép, nhóm hàng chục thanh thiếu niên đã vừa bị Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bắt giữ vào rạng sáng nay. Theo người dân địa phương, từ nhiều tuần nay, mỗi tuần từ 1-2 lần, từ 1 giờ đến 3 giờ sáng xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên không biết từ đâu đến đua xe, cộng thêm hàng chục đến vài trăm người tụ tập cổ vũ ồn ào khiến nhiều người bức xúc. Rạng sáng nay, nhờ được tin báo khoảng 50 người đang tụ tập trên quốc lộ 50, lực lượng chức năng đã mật phục đuổi bắt được 20 người, số còn lại bỏ chạy tán loạn vào các con hẻm nhỏ. Tang vật thu giữ gồm một xe tải lớn, một xe ô tô và 16 xe máy các loại, trong đó nhiều xe đã được độ chế. Tại trụ sở công an, các quái xế này cho biết đến từ các tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang và đã lập nhóm kín trên mạng để kẹt nhau tranh tài. Các đối tượng dùng xe tải vận chuyển xe máy, còn mình và những người cổ vũ đi xe ô tô để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Phần thông tin cập nhật, một người đàn ông điều khiển xe máy mất lái va vào xe nước mía, sau đó ngã ra đường bị container cán tử vong. Vụ tai nạn vừa xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều nay trên đường DT741 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước. Khoảng 4 giờ chiều nay, người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy lưu thông hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Xoài. Đến đoạn đối diện bến xe Bình Phước, người này mất lái quẹt vào xe nước mía lưu thông cùng chiều phía trước. Sau cú va quẹt mạnh, người đàn ông loạn choạng lao ra bên trái làn đường ô tô, bị container kéo theo rơ móc lưu thông cùng chiều cán ngang người tử vong. Chiếc xe máy hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối nay 20 tháng 6 cho biết có 94 ca mắc mới trong nước, riêng Thành phố Hồ Chí Minh là 57 ca. Tổng cộng trong ngày, Việt Nam ghi nhận 311 bệnh nhân, nâng số ca mắc tại Việt Nam đến nay là 13.211. Bộ Y tế cũng thông báo 2 ca tử vong thứ 65 và 66 là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng liên quan đến COVID-19. Trên thế giới, tổng số ca mắc COVID-19 đã vượt 179 triệu ca, trong đó có hơn 3,8 triệu người không thể qua khỏi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hãy nhớ là đừng quên thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào, tạm biệt.